Vụ xả súng đẫm máu tại hộp đêm dành cho người đồng tính thành phố Orlando, bang Florida, Mỹ vẫn đang khiến dư luận thế giới bàng hoàng và phẫn nộ. Theo thông tin từ vợ cũ và bạn của Omar Martin, thì nhiều khả năng kẻ sát nhân cũng là một người đồng tính. Cuộc tấn công đẫm máu của Martin tại hộp đêm Pulse ban đầu được cho là có liên quan đến các nhóm Hồi giáo cực đoan, song vợ cũ của Martin và bạn học cũ của hắn đều cho rằng Martin là người đồng tính. Trước khi gây nên vụ thảm sát đẫm máu nhất trong lịch sử nước Mỹ, Martin đã tới hộp đêm Pulse ít nhất chục lần và có tài khoản trên một ứng dụng hẹn hò của người đồng tính. Vợ cũ của Martin cũng cho hay cha hắn đã nhiều lần gọi hắn là gay. Trong khi đó, thì bạn học cũ của Martin tiết lộ tên sát nhân này từng hẹn hò anh đi chơi, hai người cùng từng đến với hộp đêm dành cho các người đồng tính. Một người khác cũng thường có mặt tại Post tiết lộ Martin đã nhắn tin cho anh qua địa chỉ hẹn hò Jack nhiều lần và trước khi tiến hành cuộc thảm sát. Và thêm một chi tiết khá đáng chú ý, đó là dù đã nhiều lần nói thẳng vào mặt con là gay, song cha của Martin lại không tin con trai mình là người đồng tính và cho biết là Martin từng nổi giận khi nhìn thấy hai người đàn ông hôn nhau ở Florida. Và hiện thì FBI đang cố gắng thâm nhập vào các thiết bị điện tử của Martin để nhằm biết được những gì đã diễn ra trong các ngày trước vụ xả súng. Vâng, và việc thường xuyên đến các hộp đêm này của Martin thì chưa hẳn là vì hắn là người đồng tính, mà có thể là để khảo sát, để thăm dò hiện trường trước khi tiến hành vụ tấn công. Với việc ghé thăm địa điểm gây án nhiều lần thì Omar nắm rõ từng vị trí trong hộp đêm và dễ dàng ra tay tàn bạo ngay cả với những nạn nhân đã trốn trong nhà vệ sinh. Vâng, và theo điều tra ban đầu thì giới chức Mỹ khẳng định không tìm thấy mối liên hệ trực tiếp nào giữa hung thủ tại Orlando với IS và cho rằng hắn là phần tử cực đoan trong nước bị các nhóm Hồi giáo kích động. Giới chức Mỹ tin rằng là Martin đã nhiễm tư tưởng cực đoan qua mạng Internet. Thực tế thì dù hôm qua IS lặp lại tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ án tấn công tại hộp đêm ở Orlando, tuy nhiên vẫn không cung cấp được những chứng cứ nào cho thấy sự phối hợp hành động giữa chúng và hung thủ Martin. Cũng liên quan đến vụ việc này thì ngay sau vụ xả súng đẫm máu ở hộp đêm Post, lực lượng chức năng đã phong tỏa căn hộ số 107 của Omar Martin tại khu chung cư Woodland, Hartford Pierce, Florida để phục vụ công tác điều tra. Những hình ảnh đầu tiên bên trong nơi ở và cũng có thể là nơi mà hắn đã dùng để lên kế hoạch cho vụ tấn công đã được hé lộ.